Hơn một nửa trong số gần 100 nhân viên làm việc tại trung tâm phân phối của tập đoàn UDA ở Kawasaki, vùng công nghiệp lớn nhất của Nhật Bản, nằm trong độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi, và công việc đòi hỏi họ phải đẩy và nâng các vật nặng, các hộp có kích thước lớn. Chiếc áo này thực chất là một bộ đai, chúng được thiết kế đặc biệt để trợ lực cho phần lưng bằng cách giữ cho lưng luôn thẳng và có thể chịu được sức nặng. Khi người dùng bật tính năng này, nó sẽ tự động thay đổi các chế độ để phù hợp với chuyển động của người dùng, cho dù là nhặt, giữ, mang hoặc đặt xuống với mục đích cung cấp sự bảo hộ tốt nhất. Tôi đã được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm vào năm ngoái. Trong thời gian chữa trị, tôi đã phải làm việc rất cẩn thận. Nhưng khi mặc chiếc áo này, tôi có thể tiếp tục làm việc mà không phải lo lắng nhiều về nó. Khi chúng tôi sử dụng những người lao động lớn tuổi, chúng tôi trang bị những sản phẩm như áo hỗ trợ lực cho họ để giảm sức nặng và giúp họ làm việc thoải mái hơn, cũng như giúp chúng tôi đảm bảo được lực lượng lao động. Mỗi một chiếc áo có giá 1 triệu yên, hơn 200 sản phẩm bao gồm cả nguyên mẫu đã được bán kể từ khi hãng may Atun liên doanh với công ty Panasonic bắt đầu phát triển sản phẩm này vào năm 2015. Hầu hết đều được bán cho các công ty trong lĩnh vực xây dựng, hậu cần và nông nghiệp.